Giới tử vi học nhận định tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 tháng 3 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đố đổ vách. Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình xem tử vi cho 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 3 âm lịch thì đây chính là con giáp, là một trong ba con giáp giàu có, cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 3. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cách cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của con giáp này đôi khi khiến cho rất nhiều những người khác phải ganh ghét, đố kỵ nhưng cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đang đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào mà chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ không ngần ngại mà bày tỏ thẳng thắn tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng và đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng. Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách khá bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng được hòa hợp. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp giáp Dương Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề sức khỏe cũng như tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tháng này không phải quá may mắn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, gia chủ cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể có được cơ hội, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có khá nhiều cơ hội để có thể thách thức bản thân cũng như rèn luyện thêm kỹ năng. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được một khoản thu hoạch lớn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 3 âm lịch, tài lộc của những người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với các bác làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi,
Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần sức lực và đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Giáp Thìn nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ. Tuổi này của gia chủ, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1959 gặp vận đào hoa trong tháng, điều này tốt với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi đối với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022, đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Hợi, sinh năm 1959 trong tháng 3 âm lịch.
phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi 1959. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.